Xin kính chào các quý vị. Vâng, nước Anh thì luôn các dòng sản phẩm audio thì được người tiêu dùng trên thế giới cũng như là các đam mê thì luôn hướng về nước Anh, vì đó là một cái cội nguồn của chơi những dòng audio rất nổi tiếng. Trong đó có những dòng sản phẩm đã lên đến trên 40 năm và được cũng hình thành từ một công ty gia đình, đó chính là dòng Frog. Và hôm nay tại Thiên Hà Audio chúng tôi sẽ xin giới thiệu được con tinh thần của ngài chủ tịch hãng, và đây là một trong những dòng tham chiếu của hãng và dòng cao cấp nhất, và nó mang cái sự lịch lãm của dòng này như thế nào. Dòng Frog thì nó có nhiều dòng sản phẩm, đó là dòng Studio, dòng Ribbon, và dòng này là dòng K. Đây là dòng này là dòng tham chiếu để cho khi đi đánh các cái giải lớn và cũng như là các trình diễn của trong những kỳ triển lãm hoặc đại nhạc hội của audio thế giới. Với dòng K1 này thì đây là một đôi loa Buxell, nhưng mà đọc qua cái sự chia sẻ của hãng thì thấy đây là một đôi loa Buxell tương đối là lớn với thể tích thùng, nhưng mà với các tiêu chí riêng của dòng này thì nó sẽ rất đặc biệt vì nó có những loại chép ribbon cũng như là cái sự kết hợp của màng loa mới, phân tần mới, và thùng hoàn toàn là làm cách điệu của những dòng cao cấp như là K3, K6, K8 và đỉnh cao nhất đó là dòng K10 thì có giá trị lên đến tận 1.2 tỷ. Và dòng này thì được hãng trang bị cho mình cả một hệ thống chân. Và bây giờ thì tôi sẽ xin bóc thùng, thì các bạn khi nhìn đây thì các xốp này thì đều được bọc nguyên đai, nguyên kiện. Và cặp chân này thì như các bạn nhìn thấy nó nặng lên tới 30kg. Và trên này thì nó có đề là của dòng Frog, và trên này nó là của bên của K1. Và bây giờ thì tôi sẽ xin cắt. Và trước khi để đưa được cặp loa K1 lên thì chúng tôi phải lắp ráp cái bộ chân này trước, thì để nó còn có cái vị trí. Và khi bóc ra thì các bạn đã thấy đây là một cái menu hướng dẫn để cách lắp ráp về các cái mẫu sản phẩm ở trong này. Ủa, rất là nặng. Đây chính là, chắc là đây là hai cái mặt thép trên của cái sản phẩm này. Còn đây là các ống hình trụ để đó là sự kết nối. Và bây giờ thì tôi cũng phải xin phép xếp ra đây. Sau đó là cũng lắp ráp theo đúng như là menu của trong nhà sản xuất. Và trong này thì nó sẽ có 6 cái ống. Đây là các ống trụ tròn ở đằng sau. Còn bên này thì nó sẽ có 2 cái ống trụ tròn của đằng trước. Bằng các bạn nhìn thấy một cái đế đây đã thấy cái sự gọi là khủng long của cặp đế này. Và tôi cũng luôn lưu ý là nếu bình thường ra thì tôi cũng sẽ đi găng tay vào, nhưng mà để có một cái sự cảm nhận cho nó gần gũi với cả dòng sản phẩm cũng như là cái sự ấy thì tôi làm vệ sinh tay rất sạch sẽ, và sau đó là để cầm vào những dòng sản phẩm này. Đấy cũng là một sự xin phép của các bạn. Vâng, không thật quá khó khi với các bạn yêu khoa học thì cái lắp ráp này cũng là một cái thú khi mình lắp một chân lắp xeo này. Nhưng mà các bạn qua đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sự cầu kỳ và sự cầu toàn của người ta. Người ta đã dùng nguyên một cái khối nhôm để người ta đưa vào làm một cái chân trụ của một cặp loa K1 này, mà để chỉ dùng phục vụ cho mỗi một cái chân. Còn bên này thì được hoàn toàn sử dụng bằng 3 ống hình trụ và đã được sơn tĩnh điện rất là kỹ và cầu kỳ. Còn đây là mặt đế dưới, còn đây là mặt đế trên. Và cũng các bạn lên lắp thì các bạn hãy lắp ở cái phần đế dưới lên trước. Tức là đế trên này thì lộn ngược xuống đế dưới, thì là mình lắp trước thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Và sau khi lắp xong thì chúng ta chỉ cần lộn ngược lại và chúng ta lắp cái chân côn như thế này, là đảm bảo cho các bạn có một sự chắc chắn. Đấy là cái phần thiết kế và lắp ráp về phần chân loa. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin lắp nốt cái chân này và chúng ta cùng chuyển sang bóc cặp loa này.
Vâng, bây giờ thì tôi cùng các bạn phải luôn vào ngay. Vì cặp đôi chân đã đưa lên trên kệ rồi, lên trên phòng rồi. Bây giờ thì tôi sẽ cắt ngay. Với các dòng Frog này thì các bạn có một cái sự tiện lợi là người ta sẽ dùng hai cái thùng người ta úp ngược vào nhau. Đâm là mình khi mình bóc thì mình chỉ cần bỏ đai đi, xong mình nhấc cái phần trên này ra. Đấy, nó rất là an toàn cho mình. Và đây là cái phần xốp để giữ cái mặt cho nó khỏi bị khi vận chuyển, nó khỏi bị lung lay và dịch chuyển. Còn trên đây thì là User Manual của hãng. Và cũng rất đặc biệt vì đây là nó là dòng Serica rồi. Nên nó cũng có cái tiêu chí riêng của nó, với đây là dòng đầu bảng của hãng. Và đây là các mẫu phiếu bảo hành luôn. Cộng với cả các giới thiệu về các dòng series. Thì các bạn có thể tham khảo sâu hơn khi có thời gian rỗi để đọc. Còn bây giờ thì tôi sẽ nhấc ra. Và dòng này thì các bạn thấy nó có một cái sự đặc biệt là đây là một cái set thùng. Mà mỗi một thùng này người ta sẽ đóng riêng cho các bạn là một sản phẩm. Và dòng sản phẩm này thì các bạn đã thấy một đôi bookshelf nào mà nó lớn đến cỡ này chưa? Tôi thì cũng đã lâu lắm rồi và cũng làm rất nhiều với các dòng bookshelf. Nhưng mà thực tế thì đúng là tôi thấy một cái dòng sản phẩm này nó rất là đặc biệt vì nó thấy nó quá to so với dòng thường. Cái này chắc là tôi cũng lại phải nhờ người để nhấc lên chứ nó hơi to. Các bạn thông cảm. Vâng, sau khi đã đưa cặp loa lên chân kệ thì và phải cân chỉnh. Và cái yếu tố cân chỉnh ở đây chính là vì đây nó có cái hệ thống cặp loa chép ngược. Tức là nó sẽ là một lệch một vế. Thì bao giờ chúng tôi cũng hướng vì đây là sóng xin thì lên bao giờ cũng giải cao thì tôi muốn cho hai chép trụ vào trong. Còn với một không gian vừa đủ. Còn nếu như các bạn mà muốn nghe âm thanh hẹp hơn mà muốn âm thanh nở ra phía ngoài thì các bạn có thể đổi chép sang bên ngoài. Cái đó là tùy theo cái gu của mỗi một người chơi chứ cũng không ai có một cái tiêu chí chính xác về cái vấn đề này. Với dòng loa K1 Frog này thì các bạn đã thấy cái sự hiện diện của một cặp loa bookshelf, nhưng mà với một chiều cao lên đến khủng khiếp, lên đến tận 60cm. Và bề sâu thì nó lên tới tận 40cm. Còn bây giờ cái sự phối ghép thì tôi vẫn còn nằm trong bí mật. Và các bạn hãy nhớ vào xem YouTube tiếp theo của Thiên Hà Audio để dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.